Hồng Duy và chạy cắt vào khu vực. Hình của quý vị, Quang Hải, vẫn là Quang Hải. Bốn cầu thủ của U23 Qatar đã vây quanh Quang Hải tình huống vừa rồi. Ở trận đấu gặp U23 Iraq sau khi vào sân thì Đức Chinh cũng đã đóng góp vào chiến công của U23 Việt Nam với một bàn thắng. Và Đức Chinh cũng là một trong 5 cầu thủ đã thực hiện thành công ở loạt đá luân lưu. Đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở hiệp phụ thứ 2. Maribo. Hiệp một trận đấu này là một hiệp đấu mà trọng tài người Singapore, ông Mohamed Taki, đã có nhiều tình huống xử lý chưa thực sự chính xác, đặc biệt là có phần gây bất lợi cho U23 Việt Nam. Ít nhất thì chúng ta cũng xứng đáng được hưởng một quả đá phạt ngay sát vòng cấm của U23 Qatar ở những phút cuối hiệp 1. Đức Huy. Đây là một giải đấu mà chúng ta đã phải đối mặt với quá nhiều những thách thức, nhưng các cầu thủ của chúng ta đều đã vượt qua. Và hy vọng hôm nay chúng ta sẽ lại vượt qua những trắc trở như vậy. Ở trận đấu với U23 Iraq thì ông Christopher Bridge cũng một lần thổi penalty không chính xác và một lần chúng ta đã việt vị, nhưng trọng tài không hề phất cờ, không có tiếng còi nào cất lên. Rất may là Tiến Dũng vẫn kịp đổ người. Đường truyền của Duy Mạnh. Đức Chinh. Lỗi rồi. Rất có thể Quang Hải sẽ là người thực hiện quả đá phạt này cho U23 Việt Nam. Các trung vệ như Tiến Dũng cũng sẽ góp mặt. Trung vệ Mao số 11 không thể tiếp tục thi đấu là Thành Trung. Chạm chân của Đình Trọng. Đó là cú dứt điểm thuộc tuyến 2 của Hasim Ali. Đây chính là cầu thủ ghi bàn thắng thứ 3 cho U23 Qatar trận tứ kết trước cao thủ Palestine. Ahmad Bouzande. Gặp bóng rất tốt của Bùi Tiến Dũng. Trong những hoàn cảnh khó khăn thì những pha bắt bóng như vậy sẽ tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho các đồng đội. Đường truyền của Xuân Trường. Quyền ném biên thuộc về chúng ta. Duy Mạnh đã bước vào sân và tiếp tục thi đấu. Tiến Dũng. Đình Trọng. Và trả bóng của Duy Mạnh. Quả đánh đầu của Đình Trọng chính xác. Văn Thanh. Tiến Dũng, Xuân Trường, Duy Mạnh. Đình Trọng. Cú chào bóng dài, Hà Đức Chinh. U23 Qatar đang có lợi thế dẫn bàn và họ đang kéo thấp đội hình.
Đức Trinh, Đức Huy, Tiến Dũng. Trong số 3 trung vệ thì Bùi Tiến Dũng là người có thiên hướng đá lệch sang trái. Văn Thanh, lối thủ phía sau của Hasim Ali. U23 Việt Nam đang đẩy cao đội hình. Những cầu thủ có khả năng chơi đầu tốt nhất của U23 Việt Nam đều đang lên tham gia tấn công. Đứng trước bóng là đội trưởng Lương Xuân Trường. Xuân Trường. Bóng lại đến chân của Xuân Trường. Tiếp tục là một pha treo bóng vào trước khung thành Qatar. Pha đưa bóng lên của Manibo. Toàn bộ đội hình của U23 Qatar đã lùi về tham gia phòng ngự ở tình huống vừa rồi. Người của Akram Afif. Ali. Cú sút vọt sang ngang của Amos Ali. Hai cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng tấn công của U23 Qatar vừa có một pha phối hợp khá lý. Chúng ta đã đoạt lại bóng rồi. Đức Trinh, Phan Văn Đức, Quang Hải. U23 Việt Nam đang đẩy cao đội hình nhưng chúng ta sẽ phải rất đề phòng với những tình huống phản công của đội bạn. Và xử lý đầy cố gắng của Đức ra sân tại giải đấu năm nay. Và cho đến lúc này với sự xuất hiện ở trên sân thì tất cả các cầu thủ đã từng dự giải đấu 2 năm về trước đều đã được góp mặt ở sân chơi này. Tarek Salman. Tiến Dũng. Xuân Mạnh. Như vậy Văn Thanh đã di chuyển sang cánh phải sau khi Đỗ Duy Mạnh rời sân. Amos Ali bắt tốc độ. Lỗi rồi. Salman đẩy lỗi sau với Hà Đức Trinh. Đường chuyền của Quang Hải cho Đức Trinh. Phan Văn Đức. Đức Huy. Phan Văn Đức vẫn còn cho thấy được khả năng đeo bám rất tốt của mình. Không được. Quang Hải. Đình Trọng. Trong số những cầu thủ đang đá phòng ngự thì ba người sẽ rất ít dâng lên, đó là Đình Trọng, Tiến Dũng và Xuân Mạnh. Đường chuyền dài của Xuân Trường. Cơ hội cho chúng ta, Xuân Trường. Cơ hội phản công. Phan Văn Đức. Nguyễn Phong Hồng Duy. Vẫn là Nguyễn Phong Hồng Duy. Không được.
Đức Trình. Quả đá phạt gián tiếp cho cầu thủ U23 Việt Nam. Không có gì phải tranh cãi quả đá phạt này cả. Một pha chuyền bóng về và thủ môn bắt bóng. Rất chính xác. Bóng đã chạm chân của người đã mở tỷ số trận đấu, Akram Afif. Akram Afif đã rất chủ động chuyền bóng về cho thủ thành Mohamed Ambakri ở tình huống này. Cơ hội để U23 Việt Nam có bàn thắng cân bằng tỷ số. Không biết là ông Park Hang-seo đã tập cho các học trò của mình thực hiện những tình huống đá phạt như thế này chưa? Nhìn những động tác hướng dẫn của ông thì rõ ràng tôi nghĩ là đã tập rồi. Tất nhiên trước một đối thủ U23 Qatar với phần lớn những người lập hàng rào đều có chiều cao tốt thì chúng ta sẽ phải rất khôn ngoan ở tình huống này. Có lẽ không chỉ các cổ động viên Việt Nam đang nín thở trước quả đá phạt dành cho chúng ta, rất hồi hộp, mà rất nhiều hàng triệu cổ động viên cũng đang nín thở trước màn hình TV. Quang Hải, Văn Thanh, Xuân Trường là những người đang đứng trước quả đá phạt. Sẽ có một chiếc thẻ vàng. Chiếc thẻ vàng dành cho đội trưởng Moin của U23 Qatar. Vai trò của Xuân Mạnh cũng là rất quan trọng. Chúng ta đang đầu tư rất kỹ cho cơ hội này. Quá hay! Bóng vào! Bóng đã chạm sang ngang. Và dàn xếp của chúng ta là rất tốt. Cú đá của ngoài cũng rất tốt rồi. Khởi sắc. Phan Văn Đức. Hồng Duy. Và chạy cắt vào của Quang Hải. Lần này thì Quang Hải đã thành công. Xứng đáng lắm vì đó là một kết cục công bằng cho chúng ta. Rất xứng đáng. Qatar đã sụp đổ trong sức ép của U23 Việt Nam. Bàn thắng thứ 3 của Nguyễn Quang Hải tại giải đấu năm nay. Chỉ ít phút sau khi anh bỏ lỡ cơ hội với cú đá phạt trúng sang ngang. Hãy cùng theo dõi sự nhanh nhạy của Phan Văn Đức ở tình huống này và sự thay đổi đến từ Nguyễn Phong Hồng Duy. Chính Quang Hải là người đã áp sát nhanh. Và thực sự là các hậu vệ của U23 Qatar đã bị hoa mắt chóng mặt bởi những dồn nén, bởi những pha bóng đầy tốc độ của cao thủ U23 Việt Nam. Khả năng xoay sở phải nói là rất chậm chạp của các cầu thủ phòng ngự bên phía U23 Qatar, và đó là điều mà chúng ta đã khai. Phút thứ 75 rồi. Đức Huy. Quang Hải rất nhanh. Xuân Trường đường truyền chính xác cho Văn Thanh. Văn Thanh với một pha băng vào khu trung lộ mang đến một thẻ vàng. Thẻ vàng. Xuân Trường. Và pha bóng của đội trưởng bên phía U23 Qatar. Nguyễn Phong Hồng Duy. Chính xác. U23 Qatar tỏ ra có khá nhiều chiêu trò trong những quả đá phạt như thế này. Áp sát, áp sát, không có gì khó khăn với Tiến Dũng. Giá chân của Akram Hassan Afif. Akram Afif. Và xử lý tốt của Đình Trọng.
Nhìn cách mà cầu thủ U23 Qatar đang thi đấu những phút vừa qua thì có thể thấy là họ không muốn trận đấu bước vào hai hiệp phụ. Hồng Duy, Xuân Trường. Và chúng ta đang chờ đợi đối phương sơ hở. Uzande, Akramatip, Nguyễn Phong Hồng Duy. Quyền đầu của Xuân Mạnh. Áp sát, tiếp tục áp sát. Rất nguy hiểm. Bàn thắng được tính cho U23 Qatar. Một tình huống lộn xộn. Lại là một pha bóng đột biến mà Akram Afif gây ra. Người được tính là tác giả của bàn thắng là Anmes Ali. Cầu thủ chúng ta đã lăn xả. Thực sự đây là một pha bóng mà chúng ta chưa rõ là bóng đã thực sự lăn qua vạch vôi hay chưa. Đức Huy. Lỗi rồi. Hai tình huống chúng ta phải nhận bàn thua đều là những tình huống mang đến rất nhiều sự nuối tiếc. Bàn thua không đáng. Không đáng phải đón nhận dành cho chúng ta. Một lần nữa chúng ta lại phải rượt đuổi khi mà thời gian chính thức không còn nhiều. Xuân Trường, Quang Hải, chân trái, quá! Không thể tin nổi, đó là bàn thắng cho U23 Việt Nam, lại một cảm xúc tuyệt vời nữa. Thực sự đó là một khoảnh khắc xuất thần, đúng nghĩa là xuất thần của Quang Hải, nhưng nó là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần Việt Nam và ý chí Việt Nam cũng như sự ngoan cường của chúng ta. Rất nhiều người, rất nhiều cổ động viên đã không thể ngừng được những giọt nước mắt lăn trên má nữa rồi. Đúng là như vậy. Chúng ta hãy xem khoảnh khắc mà Quang Hải khống chế quả bóng một nhịp rất khôn ngoan, đảo quả bóng sang chân thuận của mình trước một dừng cầu thủ phòng ngự của Qatar và sửa quả bóng. Chỉ có thể nói là cầu vồng, đường cong quá mỹ miều. Không đội bóng nào tại giải đấu năm nay tạo ra nhiều cảm xúc đặc biệt như U23 Việt. Nhưng chúng ta sẽ phải rất tập trung ở tình huống này. Quả đá không tốt. Và chúng ta đã có thể thở phào. Đó là cú đá của Andrawi. Phút bù giờ đầu tiên. Phút bù giờ đầu tiên. Một màn rượt đuổi tỷ số tại sân Thường Châu. Và thêm một trận đấu nữa chúng ta trải qua rất là nhiều những cảm xúc đặc biệt, những cảm xúc khác nhau. Những lo lắng, những hồi hộp, rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc, trong sung sướng. Năm phút là thời gian đá bù giờ của hiệp đấu thứ hai. Cho đến lúc này thì chúng ta đã có một sự Iraq. Đúng là như vậy, tôi đang nhìn vào chiếc áo số 13, Quang Hải. Dứt điểm, vẫn còn. Cú đá cuối cùng là của Phan Văn Đức.
Đình Trọng. Những đường chuyền dài của Đình Trọng cũng rất tốt. Văn Thanh áp sát cực nhanh. Đường chuyền của Văn Thanh, Đức Chính. Sức ép cực lớn dành cho các cầu thủ U23 Qatar. Và thực sự là những phút vừa qua chúng ta đã khiến các cầu thủ Qatar hoảng loạn. Chúng ta vẫn được hưởng những quả đá phạt góc. Bên cánh phải sẽ do Quang Hải thực hiện. Cánh trái là do Xuân Trường. Quả đá của Quang Hải. Tiến Dũng. Vẫn còn. Đó là Xuân Mạnh. Trả bóng chính xác. Cú sút xa. Phút bù giờ cuối cùng rồi. Hướng sút của đối phương trong những tình huống trước rồi. Tiến Dũng và Andrick. Tiến Dũng. Chúng tôi đã nói về những tình huống đổ người đúng hướng trước đó. Nó có thể chỉ chậm một nhịp một chút thôi ở những tình huống trước, nhưng lần này thì tất cả đều rất vừa vặn, rất vừa vặn. Để chúng ta nó đang tạm thời có cơ hội những màn khởi động để cho cú đẩy quyết định vậy. Không nhiều thủ môn có thể làm được như Bùi Tiến Dũng. Vâng. Chúng ta đang bước vào những thời khắc rất đặc biệt. Văn Thanh ở lượt luân lưu trong trận đấu gặp Iraq là người thực hiện đầu tiên, còn bây giờ Vũ Văn Thanh sẽ là người thực hiện cú sút quyết định. Trận chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi. Văn Thanh lừng lẫy lại làm nên một kỳ tích nữa rồi. Trận chung kết đã thuộc về U23 Việt Nam. Vâng. Tôi không hề mơ. Đây là sự thật các bạn ạ. À.